Chào tất cả các bạn. Mừng quá khoe với các bạn là Thái Lớn mới vừa bán được chiếc Camry này. Mới vừa mang từ showroom xuống định chuẩn bị để giao đây. Nhưng mà sực nhớ lại là thấy cái màu này nó đẹp quá. Bản thân mình cũng rất là thích cái màu này, mà mình cũng biết chắc rằng đó là ở trên mạng nếu mà để mà các bạn coi cái xe Camry màu ghi này đó thì rất là ít người đưa lên. Bởi vì cái tỷ lệ màu này các đại lý, không phải đại lý nào cũng đặt về, cũng ít xe, cho nên là nhiều khi các bạn không có cái để xem. Thì hôm nay Thái Lớn khoe cho các bạn hai vấn đề: một là bán được cái xe, hai là quay cái màu này cho các bạn xem các bạn thấy sao, rồi Thái Lớn sẽ có cái bình phẩm. Đây các bạn xem, Camry thì nó có nhiều màu, đúng không? Bạc nè, trắng nè, ghi nè, đen nè, có hai màu đen, đỏ với lại màu nâu hột nhãn á, màu nâu mà giống như là Fortuner á. Thì cái màu nâu này Thái Lớn thấy là nó trên Camry thấy nó không có đẹp thật sự, mặc dù mình bán Toyota hiện nhưng mà có sao mình nói vậy. Trên Fortuner thấy rất là ok, bạc thì cũng nhiều quá rồi. Bạc Camry cũng nhiều quá rồi. Đối với màu bạc mà sơn trên Camry thì mình chấm nó khoảng chừng 6 nút, 6 điểm thôi. Ok. Nếu như màu trắng là cái màu mà nó sang trọng và nó trẻ trung, nó thể thao, đúng không? Thì màu đỏ thì là cái màu mà nó nổi bật. Màu đỏ là màu nó rất là nổi bật, sang trọng. Mình cũng hơi bất ngờ khi Camry mà sơn màu đỏ nó tươi quá, nó trẻ quá. Nhưng thực ra cái màu đỏ này nó không tươi nha các bạn. Tôi đây là tôi trong cái suy nghĩ truyền thống, bởi vì truyền thống hồi xưa giờ Camry là màu đen. Màu đen thì thấy không cần phải nói nhiều nữa, chỉ đưa hình qua cho bạn coi thôi, đúng không? Màu đỏ thì chắc là bạn cũng đã thấy rồi, nhưng cái màu này Thái Lớn chắc là các bạn chưa có thấy. Thì đây các bạn xem, với cái màu ghi này mà sơn trên cái xe Camry á, mình thấy nó tạo ra phong thái nó sang trọng hẳn đi luôn. Không biết các bạn thấy sao, nhìn từ đầu xe, nhìn từ hông xe, nhìn từ đuôi xe gì cũng vậy. Mình nhìn tổng quan lại thì mình thấy cái màu ghi này nè, nó rất là đặc biệt, có cái gì đó nó thu hút mình. Đó là cá nhân mình thôi, bởi vì nhìn nó sang trọng mà nó lại cá tính. Bạn mà đi cái Camry mà màu này, nếu như ai mà hơi cá tính chút xíu mà cần cái xe sang trọng thì các bạn đi cái màu này ra đường là rất là ít đụng hàng. Rồi còn không biết là trong các màu Camry mà Thái Lớn vừa kể hồi nãy thì có bao nhiêu người đồng quan điểm với Thái Lớn, đây là cái màu mà cảm thấy là nó cá biệt và nó đặc biệt và nó đẹp nhất, chứ Thái Lớn thấy màu này là đặc biệt nhất. Còn các bạn thì sao? Các bạn nhớ nha, nào là đỏ nè, nào là trắng nè, nào là đen nè, bạc nè, nâu nè và ghi. Các bạn thích màu nào? Mời các bạn comment. Sẵn thì vô chúng ta coi nội thất. Đây là chiếc 2.0 nha các bạn. Nãy giờ chắc các bạn nhìn các bạn cái bộ mâm các bạn cũng biết rồi. Nhóm Thái Lớn gồm có 7 thành viên: Thái, Vũ, Duy, Huy, Hằng, Ngân, Tâm. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe và muốn được hỗ trợ tốt nhất về giá, hỗ trợ kỹ thuật trước và sau khi mua xe, xin vui lòng liên hệ với nhóm Thái Lớn theo 7 khuôn mặt bên trên. Khi đến showroom, các bạn yêu cầu gặp đúng nhóm Thái Lớn mà hay nghĩ chắc ăn nhất, các bạn nên gọi điện trước theo số hotline này nè và lưu lại luôn. Nhớ các bạn nhé, tránh nhầm lẫn nhé. Thái Lớn xin cảm ơn. Các bạn cứ cùng với Thái Lớn xem qua cái dàn nội thất xe này đi. Giá của nó là 2.0 thì hàng nhập khẩu Thái Lan. Option nó cũng khá là đầy đủ các bạn. Nào là hắn chìa khóa thông minh, phanh tay điện tử, hộp số 6 cấp, DVD, vân vân và vân vân. Cái này Thái Lớn review chiếc 2.0 này cho bạn rồi, cho nên mình không muốn nhắc lại mất thời gian của các bạn. Giá của nó là 1.029.000.000, nếu mà xong xuôi giấy tờ ra biển số thành phố mà chưa có bảo hiểm ha, tầm khoảng 1.156.000.000 thôi các bạn. Giá rất là hợp lý. Một chút cái review về cái thông tin khuyến mãi thị trường đối với dòng xe Camry hiện nay thì chưa có chương trình giảm giá các bạn, bởi vì về chiếc nào là bán chiếc đó, về chiếc nào là bán chiếc đó. Ngoài chuyện màu nó đẹp thì chất lượng xe, hàng nhập khẩu thì
option theo xe và tương đương với cái giá đó thì đang bán cũng khá là tốt. Tuy nhiên công ty Thái Lớn cũng sẽ cố gắng có những cái khuyến mãi trong thời gian gần sắp tới thôi cho các bạn, như là phụ kiện gắn lên xe là một vài gì đó, thì cái này do truyền thông online Thái không được nói lên đây. Rồi nếu mà các bạn liên hệ với nhóm Thái Lớn nữa thì có thêm một tí khuyến mãi nữa cho các bạn, thì các bạn ưu tiên cho nhóm Thái Lớn. Thái Lớn nghĩ ở giai đoạn này nếu mà bạn chọn một chiếc xe sedan hạng D, hàng nhập khẩu option sang trọng như thế này, xong xuôi giấy tờ 1 tỷ 156 triệu và kèm thêm những khuyến mãi gắn lên xe các bạn, trang hoàng các bạn cũng tương đối đầy đủ về option thêm nữa, thì cùng cái tầm tiền này thì chắc không có còn cái sự chọn lựa nào mà hợp lý hơn cái chiếc Camry 2.0 này. Phân khúc sang, hạng D, xe rộng rãi, option đầy đủ, còn gì bằng nữa các bạn. Còn nếu như mà các bạn chọn Camry 2.5 Quy á thì option nó còn ngon hơn nữa. Trời quá đã luôn, các bạn cứ xem đi. Thấy không? Thái Lớn cũng review chiếc này rất là nhiều clip rồi, nào là chạy trên đường, chạy cao tốc rồi các thứ. Rất là ok. Đúng không? Giá của nó là 1 tỷ 235 nếu mà xong xuôi giấy tờ ra biển số thành phố thì nó tầm khoảng 1 tỷ 380. Đó là chưa có bảo hiểm nha các bạn. Trong trường hợp bạn liên hệ trực tiếp với lại Thái Lớn và đội nhóm của Thái Lớn sẽ cố gắng tranh thủ cho bạn cái khuyến mãi của nó sau. Thái Lớn sẽ xin báo sau khi các bạn gọi trực tiếp vào số hotline. Vì lý do truyền thông ở trên đây cho nên là Thái Lớn tạm thời đưa ra bạn một con số để cho các bạn có cái kế hoạch ướm thử với so với là cái túi tiền của mình, và sẵn dịp thì phô diễn một số cái hình ảnh thực tế ha. Và cũng nhắc lại luôn, Thái Lớn làm nhiều clip rồi, các bạn xem cái phần comment bên dưới, Thái Lớn sẽ để cái link trong phần mô tả để các bạn xem thêm về Camry 2.5Q mà Thái Lớn đã từng review. Cái mà Thái Lớn muốn chia sẻ nữa thì riêng dòng xe sedan hạng sang, hạng D Toyota Camry hiện nay trên thị trường thì với cái tầm mức giá này thì đang bán rất là thoải mái, không có việc gì mà phải đạp giá, không có việc gì mà phải ngần ngại với bất kỳ cái sản phẩm đối thủ nào. Trong trường hợp các bạn mà có nhu cầu thì các bạn nên cân nhắc ha. Mà nếu cân nhắc, nhớ ngắm nghía là cái màu xám này coi nó làm sao. Bên cạnh đó là đỏ đen màu cũng đẹp. Rồi liên hệ với đội nhóm Thái Lớn để được lái thử xe và tư vấn thêm. Thôi bây giờ Thái Lớn phải đi, cũng chiều tối rồi, Thái Lớn đi dọn dẹp để chuẩn bị mai giao xe. Một lần nữa Thái Lớn xin cảm ơn các bạn đã xem clip. Trong trường hợp các bạn mà có nhu cầu mua xe, nhớ ủng hộ trực tiếp Thái Lớn và đội nhóm của Thái Lớn. Không những Camry mà tất cả các dòng xe hiện nay đều đang có khuyến mãi. Thái Lớn cũng làm clip công bố các bạn rồi, các bạn đón xem nha. Thái Lớn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.